Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ Tạ, sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 71, Tiểu Hồng. Yến Tam hợp thấy nàng không hiểu thì hỏi lại, hoặc là mấy chuyện người không quên được về lão thái thái. Tiểu Hồng suy nghĩ một lúc. Trung thu năm ngoái, cả tím trong vườn rau phát triển rất tốt, lão thái thái nhìn thấy nên vui mừng, bèn bảo Trần Mụ thưởng cho nụt tỷ một con cua. Lão Thái Thái thích ăn cà tím sao? Lão Thái Thái lớn tuổi, răng không khỏe, cà hấp nát nhừ, bà ấy nói ăn ngon. Sau đó thì sao? Nụt tỷ đi dập đầu tạ ơn Lão Thái Thái, bà lại đột nhiên hỏi ta, có muốn ra khỏi phủ hay không? Ồ! Gương mặt bình tĩnh của Yến Tam Hợp cuối cùng cũng có chút biểu cảm. Vẻ mặt của nàng thật ra rất hờ hững nhưng sau khi thấy hứng thú với gì đó thì nàng giống như như thợ săn người được hơi thở của con mồi mặt mày sẽ thoáng qua chút vui mừng nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện được tạ chi phi lại thấy rất rõ ràng bởi vì nguyên nhân công việc hắn thường xuyên phải giao tiếp với người của tam ti bỏ qua hình bộ không nói thì người thẩm án xuất sắc nhất của đại lý tự đô sát viện đều không có khứu giác nhạy bén như vậy không kịp nghĩ nhiều tiếng thợ săn đã vang lên Tại sao lão thái thái lại hỏi như vậy? Tiểu Hồng, nô tỳ cũng ngạc nhiên lắm, nghĩ thầm có phải mình làm gì không tốt nên lão thái thái mới ghét bỏ không, làm nô tự sợ tới mức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Yến Tam hợp, lão thái thái nói thế nào? Tiểu Hồng, lão thái thái nhìn ta, thở dài, đầu tiên là nói một câu, bỏ đi, sau đó im lặng nửa ngày, lại nói một câu, đi ra ngoài cũng là bị bán, chẳng bằng đi theo lão thái bà này. Chấm Yến Tam nheo mắt lại. Sao người lại nhớ rõ như vậy? Bởi vì lão Thái Thái nói đúng hoàn cảnh của Nô Tì. Cho dù chủ tử khai ân thả Nô Tì ra ngoài thì kết quả cũng bất quá là bị phụ mẫu bán lại lần nữa để đổi chút đồ ăn thôi. Tiểu Hồng nghĩ đến chuyện đau lòng, khóc nói. Mạng không tốt lại bị bán đến gia đình bị đánh bị mắng thì cuộc sống sẽ càng khó khăn hơn. Ở trong viện lão Thái Thái, Nô Tì ít nhất còn được ăn no mặc ấm. Yến Tam hợp cầm bút lên viết thêm một câu, xót thương cho Tiểu Nha Hoàn bị phụ mẫu bán đầu bút dừng lại, mày nhíu lại, cuối cùng, nàng lại viết thêm hai chữ vào phía sau câu này, tại sao? Thu bút lại, ánh mắt nàng đột nhiên lạnh lẽo. Hôm nay gọi ngươi tới, là bởi vì mộ của lão thái thái bị người ta đào. Hả? Tiểu Hồng thét chói tai một tiếng. Vụ an binh mã ti điều chính là vụ án này. Yến Tam hợp vỗ bàn, quát. Ngươi nói thật cho ta biết, một người tốt như lão thái thái, là ai muốn bà ấy chết không yên. Tam phu nhân, chắc chắn là tam phu nhân tiểu hồng cơ hù là thốt lên nàng ấy là người ghét lão thái thái nhất lúc lão thái thái còn sống nàng ấy rất bất kính với người chắc chắn là nàng không thể là ai khác được ngươi chắc chứ nếu nô tỳ nói dối thì sẽ không được chết tử tế sau khi chết vào địa ngục a tỳ cả đời không được siêu sinh tiểu hồng thất thanh khóc giống nước mắt lục bục rơi xuống mỗi một giọt đều là đau lòng cho lão thái thái mau mang người xuống đi yến tam hợp thở dài lại viết xuống ba chữ tam phu nhân viết xong thấy chu thanh bên cạnh không có động tĩnh thì ngừng đầu hỏi như thế nào không nghe rõ lời của ta sao chu thanh thấp giọng nói cô nương không hỏi nguyên do đã để người rời đi rồi sao yến tam hợp không ngạc nhiên khi hắn hỏi như vậy còn hỏi ngược lại hắn thái hậu và hoàng đế phi tử xung đột với nhau là chuyện mà một tỷ nữ trăm vườn có thể nhìn thấu được sao chu thanh làm theo lời yến cô nương đi tạ chi phi mở miệng mặt chu thanh trắng bệch nhìn chủ tử nhà mình một cái rồi vội vàng kéo tỷ nữ tên tiểu hồng kia ra ngoài yến tam hợp nhìn tả tam ra đang miễn cưỡng rửa cửa chỉ huy sứ nhìn lâu như vậy cũng nên làm chính sự rồi tả chỉ huy sứ bình tĩnh vuốt cằm cười híp mắt nói cô nương nói rất đúng đúng muội muội ngươi yến tam hợp cảm thấy thời gian mình ở chung với tả phong lưu này càng lâu thì càng có xu thế muốn nổi giận Nàng nào ngờ, tạ chỉ huy sứ trên mặt thì cười híp mắt, chứ trong lòng cũng chửi đồng không thôi. Nhìn xem người ta thẩm vấn vụ án đi, trật tự rõ ràng, một người ổn trọng kiên định như Chu Thanh ở trước mặt nàng cũng chẳng đáng nhìn. Nếu binh mã ti bắc thành có một người như thế thì ta cần gì phải mệt sống mệt chết suốt ngày như thế? Mười người còn lại, chia làm hai nhóm, hỏi từng người một. Khi bà mụ cuối cùng ra khỏi viện thì hoàng hôn đã lặng lẽ tiến đến, Lý bất ngôn cả buổi chiều cũng không thấy bóng dáng đột nhiên xuất hiện. Nàng xòe tay ra trước mặt bùi tiếu. Đã ghi lại những gì, đưa ta xem coi. Còn bà nó người biết chữ sao? Bùi tiếu nhìn chữ viết đắc ý của mình, ưỡn ngực đưa tờ giấy qua. Lý bất ngôn nhận lấy rồi xoay lưng, thản nhiên rời đi. Ngươi, rồi. Tả chi phi vươn cánh tay dài, kéo người ra ngoài. Trên bàn bát tiên, hai tờ giấy đã được đặt cùng một chỗ, Yến Tam Hợp đang cúi đầu nhìn tờ giấy bùi tiếu viết. Nhìn ra cái gì chứ? Giọng nói của nam nhân từ đỉnh đầu rơi xuống, Yến Tam Hợp bình tĩnh đứng bên cạnh. Đáp án vô cùng dập khuôn, ta xem thử. Bùi tiếu dùng sức chen vào giữa Yến Tam Hợp và Tạ Chi Phi. Tạ Chi Phi nhíu mày, cái nết tên nhóc này đâu mất rồi. Bùi tiếu cúi đầu nhìn, ánh mắt chợt thay đổi. Đây là chữ ngươi viết sao? Yến Tam Hợp nhíu mày, thầm nghĩ người này điên à, sao cứ thích hỏi mấy lời không liên quan thế? Viết rất đẹp. Tạ ngũ thập không khinh thường Yến Tam Hợp không kiên nhẫn nhíu mày, rất tự nhiên kéo đề tài trở lại. Sao Yến cô nương có thể nhìn ra được là dập khuôn? Người tốt, hiền lành hòa ái, quan tâm tiểu bối, không kiêu ngạo đều là hình dung lão thái thái tốt. Yến Tam Hợp suy nghĩ. Mặc dù có hơi khoa trương, nhưng ít nhất nói rõ một vấn đề. Tạ Chi Phi trầm ngâm nói. Lão thái thái tình cách không tồi. Đúng vậy. Yến Tam Hợp đưa tay ra chỉ. Chỉ có người này trả lời khắc khác, nàng nói lão thái thái không nói nhiều, tâm tư nặng nề, bởi vậy có thể thấy được, trong lòng quý lão thái thái có dấu chuyện. Tạ Chi Phi nhớ rõ người này, là hắn tự mình thẩm vấn. Nàng nói nàng hầu hạ lão thái thái 10 năm, lâu đấy. Tạ Chi Phi kinh ngạc nhìn sườn mặt nhợt ngạt của nàng, cứ cảm thấy một câu. Lâu đấy. Còn mang theo chút ý tư khác. Quả thực là quá lâu tả chi phi phụ họa một tiếng lại hỏi câu hỏi thứ hai có phát hiện gì không câu hỏi thứ hai này thực ra là bổ sung cho câu hỏi thứ nhất yến tam hợp rũ mắt ta xem thử thì không thấy có nhiều tin tức hữu dụng điều này nói gió quý lão thái thái không khác gì lão tổ tông khác tả chi phi nghe không hiểu cái gì gọi là không có gì khác không có gì khác ý là thân phận địa vị giống nhau phúc khí vận khí tốt giống nhau con cháu hiếu thuận giống nhau ở trước mặt hạ nhân thoạt nhìn cao cao tại thượng, nhưng lại hòa ái dễ gần. Yến Tam hợp nhướng mày, nói cách khác, người sống đến tuổi họ thì trên mặt đều treo một lớp da, bên ngoài là dáng vẻ thân phận tuổi họ nên có, cũng là dáng vẻ chắc chắn phải có, nhưng bên trong lớp da là cái gì thì không ai biết. Tả Chi Phi lúc đầu còn mỉm cười nghe, dần dần sắc mặt lại thay đổi. Yến Tam hợp, hắn đột nhiên gọi thẳng tên. Chương 72, Thông minh Yến Tam Hợp nâng mí mắt nhìn hắn. Tả Chi Phi nheo mắt. Cái gì gọi là dáng vẻ chắc chắn phải có. Hỏi thì hỏi, mà cái giống gì nheo mắt nhìn người khác như thế. Nếu không phải như vậy thì bà ta không ngồi vào vị trí của lão tổ tông. Giống như tạ lão gia, nếu không có bản lĩnh đó thì không làm được đại thần nội các. Yến Tam Hợp trầm mặc. Người thất bại đều có nguyên nhân thất bại riêng, người thành công, thì nguyên nhân thành công đại khái đều giống nhau. Lần này, ngay cả bùi tiếu cũng trầm mặc. Trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi nhìn tạ ngũ thập, mà ánh mắt người sau lại không nhìn hắn, chỉ gắt gao nhìn trầm trầm Yến Tam Hợp. Đứng yên, trên mặt ta có cái gì sao? Yến Tam Hợp hỏi. Không có. Tạ Chi Phi nhún vai cười, bộ dạng cà lơ phất phơ. Chỉ là rất tò mò Yến cô nương tuổi còn trẻ, mà sao lại hiểu nhiều như vậy? Yến Tam Hợp dừng mắt ở trên hai tờ giấy, hời hợt nói. Ta thông minh. Thông minh, đó là chắc chắn rồi. Chỉ sợ đằng sau sự thông minh này, còn có rất nhiều thứ không muốn người khác biết. Tả Chi Phi hừ hừ hai tiếng trong lòng. Câu hỏi cuối cùng này, hình như càng dập khuôn hơn, Yến cô nương thấy thế nào? 11 người, chỉ có một đáp án, người có khả năng đào mộ lão thái thái nhất. Quý Tam Phu Nhân. Yến Tam Hợp. Xem ra mẹ chồng nàng không không hợp nay, hơn nữa còn trở mặt, thuộc hạ đều biết. Bùi tiếu là thân thích nhiệt tình cần ta nói nguyên nhân không? Yến Tam hợp lắc đầu. Tạm thời không cần, chờ ta gặp vị Tam phu nhân này rồi nói sau. Này, ta hiếm khi nhiệt tình một lần, lại còn bị người từ chối. Bùi tiếu không thoải mái, muốn xét nét. Có sẵn người không hỏi, người không phải đang lãng phí thời gian sao? Lý bất ngôn hấn nhất loại người rảnh rỗi sinh nông nỗi này. Tiểu thư nhà ta làm như vậy là không muốn bị ảnh hưởng bởi lời nói của ngươi, giữ khách quan công chính bùi tiếu ý của ngươi lời nói của ta không công bằng sao lý bất ngôn ngươi và tiểu thư nhà ta cãi nhau ta sẽ đứng về phe ngươi sao bùi tiếu lỡ như ta có lý thì sao ta thân với ai thì sẽ đứng về phía người đó nàng giết người phóng hỏa ta cũng sẽ khen làm tốt lắm bùi tiếu lý bất ngôn ta đây gọi là khuỷu tay quẹo vào trong bùi tiếu nói không lại được rồi tiểu thư nhà ngươi vui là tốt rồi Lý bất ngôn cười đến mắt híp thành một cái khe. Không có người nào xen vào thì tiểu thư nhà ta sẽ càng vui vẻ, bùi đại nhân ngươi cảm thấy sao? Bùi đại nhân liếc nàng. Ta chết trận rồi. Lúc hai người đấu võ mồm, tạ chi phi kéo bùi tiếu ra sau lưng, chỉ vào hai chữ. Vì sao? Trên giấy. Yến Tam Hợp, nơi này có cái gì không ổn sao? Yến Tam Hợp không muốn nói. Tả Tam ra cúi đầu, mắt chớp chớp nhìn Yến Tam Hợp, sự tò mò trong mắt gần như sắp tràn ra. Có thể thỉnh giáo ngươi không? Thử tràn ra không phải tò mà mà là tâm cơ. Yến Tam hợp thầm hư lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn mở miệng. Nha hoàn 14 tuổi là thời điểm dạy dỗ tốt nhất, người được dùng bạc mua vào vì sao lại chủ động đề xuất thả ra ngoài. Tả chi phi. Có lẽ là lão thái thái thiện tâm đại phát. Yến Tam hợp. Nhưng sau đó bà ta đã thu hồi những lời này, còn nhắc tới chuyện mẫu thân bán người. Tạ Chi Phi do dự nói. Ý của ngươi là? Yến Tam Hợp. Giữa người với người nếu không có sự đồng cảm thì không thể nói ra lời chạm vào lòng người được. Tạ Chi Phi. Lão Thái Thái đồng cảm gì với nha hoàn đó? Yến Tam Hợp. Bà có thể không phải tự nguyện gả đến quý phủ làm thiếp, mà là bị phụ mẫu ép buộc. Yến Tam Hợp, con bà nó ngươi dám nói thật. Bùi tiếu ở một bên nhảy dựng lên. Ngươi biết trong kinh thành có bao nhiêu đại cô nương, tiểu tức phụ nằm mơ cũng muốn gả vào quý gia không? Yến Tam hợp. Không biết. Bùi Tiếu tức giận vung tay áo. Đừng nói gà, dù chỉ làm thiếp, làm nha hoàn thông phòng, cũng đủ cho phần mộ tổ tiên nhà họ bốc khói, ban đêm nằm mơ cũng phải cười tỉnh rồi. Yến Tam hợp cười gần. Bất ngôn, gà ngươi tới quý gia làm thiếp, sẽ nằm mơ cười tỉnh sao? Ta ư... Lý bất ngôn mỉm cười. Ta sẽ tìm phụ thân để xin mỉm cười nửa bước điên. Bùi tiếu ngẩn ra. Mỉm cười nửa bước điên là cái gì? Lý bất ngôn. Thuốc độc thủng ruột. Bùi tiếu. Ta lại chết trận rồi. Hôm nay đến đây thôi. Yến Tam Hợp nhìn tạ chi phi. Người nói với quý lão ra một tiếng. Ngày mai ta muốn gặp hai người. Tạ chi phi. Hai người nào? Yến Tam Hợp. Hắn và Tam Phu Nhân. Tạ chi phi. Được. Yến Tam Hợp vừa muốn chuyển hướng, thì đột nhiên lại nghĩ tới gì đó. Đúng rồi, Tam Gia đã bịt miệng 11 người kia chưa? Tam gia ôm cánh tay nhìn nàng, khóe miệng nhếch lên một độ cong vi diệu. Độ cong này nhìn qua là cười, nhưng nhìn kỹ thì lại chẳng có chút ý tốt nào. Yến Tam hợp, Yến cô nương, người đang là khinh thường ai thế? Tam gia làm việc kém như vậy sao? Ta hỏi thử thôi. Yến Tam hợp mặt không thay đổi xoay người, thầm nghĩ muốn móc mắt người này ra quá. Cái gì gọi là hôm nay đến đây thôi? Bùi tiếu nghĩ đến việc chỉ tội của ngự sử, ồn ào ăn cơm tối xong còn có rất nhiều rất nhiều thời gian yến tam hợp người nhận bạc rồi thì phải tranh thủ làm việc cho ta còn phải yến tam hợp cười gần dục tốc bất đạt bùi đại nhân đã từng nghe thấy câu này chưa lý bất ngôn nhún nhún vai hắn chắc chắn chưa từng nghe đâu yến tam hợp vậy hắn từng nghe cái gì lý bất ngôn nghe mấy câu như vội đi ăn cứt vội đi đầu thai chấm bùi đại nhân Bùi đại nhân mời ngài tự tranh thủ, ta đi trước đây. Yến Tam Hợp nhìn Lý Bất Ngôn, người đi sau lấy những tờ giấy trên bàn bát tiên lại, ung dung cùng Yến Tam Hợp đi khỏi phòng khách. Bùi đại nhân chỉ vào bóng lưng hai người, lại chỉ mình, nụ cười còn đắng chát hơn cả Hoàng Liên. Tả chi phi vỗ vỗ vai hắn, đồng tình. Ta lại có một phát hiện mới. Bùi tiếu như hấp hối. Cái gì? Tả chi phi cười rộ lên, lúng đồng tiền lún thật sâu cuối cùng cũng có người trị được ngươi không biết có phải tả phong lưu đã phái người thông báo cho thang viên hay không mà khi yến tam hợp trở lại tính tư cư thức ăn nóng hổi cũng vừa mới chuẩn bị xong thang viên bưng nước nóng vào nhà cô nương mau đi rửa tay ăn cơm thôi ừ yến tam hợp kêu bất ngôn đến rửa tay đi đến đây lý bất ngôn ở phía sau bình phong thay xiêm y lúc đi ra thì mặc một bộ màu trắng như nam nhân đẹp thật thang viên nhịn không được nhìn thêm hai lần. Rửa tay xong, Yến Tam Hợp như đột nhiên nghĩ tới gì đó, hất cầm với thang viên. Hôm nay không gọi ngươi lên bàn nữa ăn cùng, ta và bất ngôn có vài lời muốn nói với nhau. Thang viên vội nói. Hai vị cô nương từ từ dùng cơm, từ từ nói chuyện, nô tỳ ra ngoài trông coi cho các cô nương. Yến Tam Hợp. Đi đi. Thang viên rời khỏi đó, thuận thế đóng cửa lại. Cửa vừa đóng, Lý Bất Ngôn đã cười nói mở miệng ra là nô tỳ, ngươi chịu được sao? Yến Tam hợp bất đắc dĩ. Ta sửa nhiều lần rồi nhưng chẳng được, nô tính quá nặng." Lý bất ngôn gắp một đũa thức ăn đưa vào miệng, nhai qua loa vài cái rồi nói. "Hôm nay ta đi lòng vòng ở quý gia nửa ngày, quý gia thật sự rất giàu, xiêm y của hạ nhân đều làm từ chất liệu tốt." Yến Tam hợp cho thức ăn vào miệng, tỉ mỉ nhai nát rồi nuốt sạch sẽ, mới nói. "Ta cũng nhận ra rồi." cái hồ tâm kia chỉ sợ khắp kinh thành cũng chẳng mấy người có. Lý bất ngôn cười gần một tiếng. Bạc này là từ đâu tới? mươi 73, Thái tử. Yến Tam hợp nhướng mày, dừng đũa lại. Ý của ngươi là, quý lão gia bị bãi quan là đúng. Dù sao cũng không phải là quan tốt gì. Quan tốt quan xấu thì chẳng liên quan đến ta, người ở quý gia còn có phát hiện gì nữa không? Có nghe hạ nhân tán gẫu vài câu, nói có người nói muốn chuộc thân rời khỏi quý gia, chỉ sợ chủ tử không đồng ý, có người nói lão gia có thái tử che chở, sớm muộn gì cũng sẽ phục hồi thôi. Thái tử? Yến Tam hợp kinh hãi. Quý gia còn quan hệ với thái tử ư? Lý Bất ngôn mờ mịt nhún vai, có quỷ mới biết. Yến Tam hợp nghĩ nghĩ, ta lại có một nghi ngờ khác, cái gì đã có quan hệ với thái tử, vì sao Quý Lăng Xuyên vẫn bị bãi quan? Lý Bất ngôn càng không hiểu. Chuyện này? Yến Tam hợp lập tức không còn khẩu vị hy vọng tâm ma của quý lão thái thái đừng liên quan đến thái tử này, liên quan đến triều đình thì chỉ có phiền toái thôi. Đúng, rất sắc dối. Lý bất ngôn ăn cơm rất nhanh, lúc nàng ăn xong, Yến Tam Hợp vừa mới ăn gần một nửa. Tam Hợp, ta thấy cái dáng ngươi ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm thế này, nói không chừng là thứ xuất của gia đình giàu có, dòng dõi không thua quý phụ đâu. Yến Tam Hợp khịt mũi coi thường. Lý bất ngôn đứng dậy vào phòng lấy mấy tờ giấy kia ra nhìn thử, hỏi ngươi còn chưa nói hôm nay có phát hiện gì chưa nữa. Có mấy chỗ không hợp lý lắm, nói mau cho ta nghe thử. Yến Tam hợp không quen vừa ăn cơm vừa nói chuyện, dứt khoát để đũa xuống. Không nuôi chó là một, ngôi viện vắng vẻ âm u lạnh lẽo là hai, còn có. Thiên vị bùi tiếu là ba. Lý bất ngôn nhíu mày. Thiên vị bùi tiếu thì không hợp lý chỗ nào. Cái tính cách và miệng mồm của tên bùi tiếu đáng để người ta yêu thích ư. Yến Tam hợp nhếch khóe miệng, Tiểu bối được người già thương nhất thì hoặc là mấy người hay nói lời hay ý đẹp, hoặc là có tiền đồ, hoặc giống như tam gia tạ phủ, từ nhỏ đã bệnh suýt chết, bùi tiếu thì thuộc loại nào chứ? Huống chi con cháu ở quý phủ nhiều như vậy, nào đến phiên hắn được? Lý bất ngôn gật đầu. Nghe người phân tích xong ta cũng thấy đúng như thế. Yến tam hợp cầm đũa lên. Ngày mai là sẽ là một trận đánh ác liệt, đêm nay chúng ta đi ngủ sớm một chút. Được. Lý bất ngôn gấp giấy lại cất đi. Ta đi gọi thang viên vào ăn cơm, cơm nước xong bảo nàng giúp ngươi xử lý vết thương trên chán. Ngươi cũng có thể xử lý mà. Chớ. Lý bất ngôn dùng mình một cái. Tự ta bị thương thì chẳng sao, ngươi rách chút ra thôi ta nhìn cũng thấy đau rồi, thôi để cho nàng làm. Thư phòng. Nói xong một chữ cuối cùng, tạ chi phi khát khô cả cổ bèn uống một chung trà. Tạ đạo chi nhíu mày. Chuyện của quý gia xem ra rất phiền toái lão tam con thấy Yến Tam hợp có nắm chắc hay không? Chỉ mới ngày đầu thì có thể nắm chắc gì chứ? Tả lão Tam miễn cưỡng. Phụ thân, bức tranh mà nàng vẽ lúc hóa niệm giải ma cho nhà ta vẫn còn chứ? Tả đạo chi. Con muốn làm gì? Cho con xem đi, có cái gì đáng xem đâu. Chữ bùi minh đình hơn con một bậc phải không? Chữ của con là chính tay phụ thân dạy, cũng không tồi phải không? Thế nhưng chữ của nha đầu kia lại hơn cả bùi minh đình. Tả chi phi liếc mắt. Tranh chữ không phân biệt, con chỉ thưởng thức thôi. Tạ đạo chi vừa nghe lời này thì khom lưng lấy bức tranh từ trong ngăn kéo tầng dưới chót ra. Tạ chi phi vui vẻ. Giấu kín như vậy sao? Con thì biết cái gì? Tạ đạo chi trừng mắt. Yến tổ phụ ngươi giỏi nhất là gì chứ? Chính là nét bút ngàn vàng khó cầu, tiếng tâm lừng lẫy cả phủ an huy. Tạ chi phi mở bức tranh ra. Vậy thì nha đầu kia là kế thừa y bắt của ông ấy nhỉ? Tạ đạo chi nhìn bức tranh, bình phẩm còn kém chút một chút nhưng tuổi còn nhỏ đã có trình độ này đã rất hiếm có rồi tạ nhi lập nghe xong tò mò lão tam chứ nàng viết đâu để cho phụ thân và ta xem thử nàng ta cất lại rồi để chỉ mới lướt nhìn được một chút chẳng biết dùng đầu óc gì cả tạ nhi lập đưa tay dí vào trán lão tam hắn là người đọc sách người đọc sách một so học vấn hai so tranh chữ ba so thi từ ca phú chỉ cần nghe thấy chữ của ai đẹp thì hắn chỉ hận không thể nhìn thử xem. Đừng gì nữa. Tạ Chi Phi đẩy ngón tay đại ca ra. Phụ thân, nét chữ và bức tranh này hẳn là luyện từ nhỏ. Tuyệt đối là luyện từ nhỏ, nàng năm nay 17, ta đoán chừng là lúc 3 tuổi Yến tổ phụ người đã tận tay dạy nàng rồi. 3 tuổi. Tạ Chi Phi cười thầm. Chỉ e lúc đó Yến Hành còn chưa gặp Yến Tam Hợp nữa cũng nên. Tạ Chi Phi từ thư phòng đi ra, đến góc đường thì dừng bước, ho khan tả tổng quản phía sau thân cây vui vẻ chạy ra tam gia người ở tính tư cư một khắc trước đã đến cửa viện buổi tối lúc ăn cơm yến cô nương đuổi thang viên đi đóng cửa dùng cơm với lý cô nương ừ đêm qua lúc yến cô nương trở về nhị ra chờ nàng ở nửa đường rồi đưa cho yến cô nương một cây sâm già nói là quà cảm ơn lão nô đã điều tra rồi sâm già kia là từ chỗ liễu di nương còn nữa không Tạ Tổng Quản vắt óc suy nghĩ nửa ngày, lắc đầu. Hết rồi. Lúc này khóe miệng Tạ Chi Phi mới hiện lên một nụ cười. Tiếp tục quan sát cho ta, có gió thổi cỏ lay gì thì lập tức, nhanh chóng tới nói với ta. Tạ Tổng Quản cười giả lả. Tam gia yên một trăm cái tâm đi. Tạ Chi Phi hừ mũi một tiếng, Chu Thanh móc tấm tờ ngân phiếu từ trong ngực ra. Lệ Xuân Viện có mấy người mới tới, Tạ Tổng Quản rảnh rỗi thì đi xem thử, không chừng có món ngon gì mới đấy. Tả tiểu hoa mừng rỡ trong lòng, nhưng miệng lại từ chối nói. Lão nô làm việc cho tam gia, sao có thể vì hai ba lượng bạc này được, cái này, cái này, cái này. Cầm lấy đi. Tả chi phi ôm vai tả tổng quản, cười híp mắt nói. Việc này cẩn thận một chút, bị vì tổ tông kia phát hiện thì ngươi coi chừng bị xử từ đó. Tả tổng quản chỉ cảm thấy tấm ngân phiếu trên tay nóng quá trời nóng, nóng đến mức hắn chỉ muốn ném đi thôi. Còn một việc nữa, ngươi để ý giúp ta đi tam gia có gì cần dặn dò sao vị tổ tông kia thích ăn cái gì không thích ăn cái gì ăn như thế nào ăn có sạch sẽ hay không mẫu thân ơi tả tổng quản chợt thấy không thờ nổi tam gia bị sao vậy thích vị tổ tông kia rồi sao không thể nào tam gia của ta ơi bùi công tử nói đúng tổ tông kia chính là một bà phù thủy đáng sợ quá ngươi đã ghi nhớ hết chưa lão nô nhớ kỹ rồi đi thôi chấm than tạ tổng quản một bụng nước đắng không dám đổ ra ngoài chỉ có thể vung hai cái chân mập vui vẻ chạy đi tạ chi phi đưa mắt nhìn hắn đi xa chu thanh chu thanh ra tạ chi phi người đi phủ vân nam còn mấy ngày nữa thì đến kinh thành chu thanh nhiều nhất là năm sáu ngày tạ chi phi ngươi bảo đinh nhất lập tức xuất phát đi nghênh đón bọn họ nói là ta bảo bọn họ không cần quay về kinh rẽ đường đến quê nhà Yến Hành ở Phủ An Huy đi. Chu Thanh cả kinh. Ra là muốn. Tạ Chi Phi ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi chân trời có một vầng trăng lưỡi liềm, nụ cười sâu xa. Ta muốn biết mối quan hệ thực sự của tổ tông kia với Yến Hành. Trường 74, Hồ Thị. Một đêm yên tĩnh. Ngày hôm sau, khi Yến Tam Hợp tỉnh lại, Lý Bất Ngôn không có ở đây. Chờ tới khi ngồi vào bàn ăn thì nàng ta mới cả người ướt đẫm mồ hôi bước vào ngươi ăn trước đi ta đi rửa mặt chút rồi ăn cô nương mới sáng ra đã đi làm gì vậy thang viên tò mò nói thêm một câu luyện công lý bất ngôn nhìn thang viên cười nói tam gia nhà ngươi dậy sớm tư thế luyện công rất tốt yến tam hợp nhếch môi ngươi đi luyện công hay là nhìn lén thế hết cách rồi lúc đang chạy bộ thì nghe hắn giống một tiếng lý bất ngôn chẳng chút xấu hổ nói ta bèn thuận thế leo lên tường thang viên tạ gia không phải quan văn sao, sao lại xuất hiện một võ tướng thế? Sức khỏe tam gia từ nhỏ đã không tốt, sau đó tìm sư phụ học chút bản lĩnh rèn luyện sức khỏe ở nhà. Ta còn nghe nói tam gia nhà ngươi đoàn mệnh. Thang viên sợ tới mức biến sắc. Cô nương đừng nói lung tung, lời này để lão thái thái, phu nhân nghe thấy thì lại đau lòng. Ta vô tình nghe được lúc mấy nha hoàn nói huyên thiên đấy. Lý bất ngôn ôm vai thang viên, cười híp mắt hỏi. Đoàn mệnh tới mức độ nào thế? thang viên sở tới mức chân như nhũn ra. Lý bất ngôn giống như không nhìn thấy sắc mặt thang viên, tự mình nói. Đúng rồi, ta còn nghe nói tạ tổng quản là một lão lưu manh, người này béo thì béo, nhưng dáng vẻ cũng tạm được, là tổng quản một phủ, vì sao lại bị nói là lưu manh thế? Mặt thang viên đỏ lên, gập chân quỳ xuống. Lý bất ngôn cười cười. Ấy, người làm cái gì vậy? Bất ngôn, được được được, coi như ta chưa hỏi. Lý bất ngôn vung tay áo, đi vào trong phòng. Yến Tam hợp đỡ thang viên đứng lên. Ngươi không tiện trả lời thì nói không biết, không cần động một chút là quỷ như thế. Vâng, cô nương. Thang viên xoay người cúi đầu múc cháo, che giấu sự trột dạ trong mắt. Yến Tam hợp ngẫm lại không đúng, đi vào trong phòng thấp giọng hỏi. Hồi nãy luyện công đã xảy ra chuyện gì sao? Lý bất ngôn đóng cửa phòng, thấp giọng nói. Ta thấy thang viên và tạ mập ngồi trong góc thì thầm, nói muốn thăm dò nàng một chút. Yến Tam Hợp lập tức hiểu được. Nói đến tạ phong lưu, nàng không quỳ. Nhưng khi nói đến tạ mập, nàng tập tức quỳ xuống. Nàng trột giả, thông minh. Xem ra, có người thấy hứng thú với chúng ta. Không phải với chúng ta, là với ngươi. Không phải tạ lão thái thái và tạ đạo chi, tạ tam thập đã kết hôn, không có khả năng lắm. Vậy chỉ còn lại một tạ tứ thập và một tạ ngũ thập. Yến Tam Hợp. Phân tích rất đúng, tiếp tục. Lý Bất Ngôn nói tả tư thập là thứ xuất, tả thập ngũ là đích xuất, thang viên nói thứ xuất không được sủng ái, chỉ sợ không sai được đại tổng quản, vậy cũng chỉ có một khả năng. Yến Tam hợp gật đầu, nghĩ giống nàng. Lý bất ngôn làm mặt quỷ. Cũng không biết người này là ham muốn sắc đẹp của ngươi, hay là tò mò nhiều hơn. Sắc đẹp, ta có thứ này sao? Yến Tam hợp nhìn Lý bất ngôn thật sâu rồi đi ra gian ngoài. Bất ngôn nói muốn ăn điểm tâm trên đường, muốn nếm thử món ăn kinh thành, ta đi với nàng, ngươi tự dùng rau cháo điểm tâm đi. Thang viên vội nói. Vậy nô tỳ đi gọi người chuẩn bị xe. Không cần, ta đi với nàng được rồi. Yến Tam Hợp quay đầu. Bất ngôn, đã xong chưa? Xong rồi. Lý bất ngôn chạy ra, cười híp mắt nói. Thang viên muội muội muốn ăn gì, lát nữa nói với ta, ngày mai ta mang cho ngươi một phần. Dứt lời, ôm vai Yến Tam Hợp đùng đỉnh rời đi. Thang viên cả bàn điểm tâm, nhưng nào có cảm giác thèm ăn, ngây người một lúc lâu sau mới cắn răng một cái, vội vã ra khỏi tĩnh tư cư. Nàng vừa rời đi, Yến Tam Hợp và Lý Bất Ngôn đã đi ra từ góc. Yến Tam Hợp nhìn bóng lưng Thang Viên, lạnh lùng nói: "Ngươi đi theo, yên tâm, lập tức tới ngay." Một khắc sau, Lý Bất Ngôn đã quay lại, cười với Yến Tam Hợp một tiếng. Nàng đi tìm Tạ Mập, Tạ Mập lập tức đến viện Tam gia, bị chúng ta đoán đúng rồi. Yến Tam hợp nghiến răng. Tả Phong Lưu muốn làm gì đây? Ăn xong điểm tâm, lúc chạy tới quý phủ, thì đã thấy bùi tiếu đứng đợi ở cửa góc giống ngày hôm qua, chỉ là đằng sau hắn còn có hai hòa thượng một béo một gầy. Gặp mặt xong, ai cũng không nói nhiều, mà trực tiếp đi vào phòng khách. Quý Lăng Xuyên đã sớm chờ ở trong viện, thấy bọn họ đến thì vội mời người vào đại sảnh ngồi. Lúc tỷ nữ mang trà quả điểm tâm lên, Quý Lăng Xuyên hỏi. Minh Đình, thừa vũ đâu bùi tiếu ho khan một tiếng hắn hôm nay có có chút việc chút việc trong nha môn nên không tới quý lăng xuyên không nói gì nhưng vai lưng vốn đang căng thẳng lại lặng lẽ thả lòng yến tam hợp thấy rất rõ ràng xem ra tả tam gia có việc là giả không muốn quý lăng xuyên khó xử dù sao vấn đề hôm nay ít nhiều sẽ liên quan đến việc riêng tư của quý phủ lại nói còn có tên báo tin bùi tiếu ở đây thì có gì mà hắn không biết đâu nên tò mò không tò mò không nên tò mò thì cứ tò mò thú vị tỷ nữ đóng cửa lui ra trong phòng khách lập tức ảm đạm yến tam hợp thu lại tinh thần ánh mắt nhìn về phía quý lăng xuyên lạnh xuống quý lão ra không lãng phí thời gian chúng ta bắt đầu đi quý lăng xuyên đã sớm chờ không kịp cô nương muốn hỏi gì cứ hỏi yến tam hợp bày bút mực giấy nghiên ra đi thẳng vào vấn đề lão thái thái nguyên quán ở quảng tây mấy tuổi thì đến quý gia. Mẫu thân ta 16 tuổi vào quý gia, ai là người dẫn đường, ai là người mai mối. Biết ngay cô nương ta sẽ hỏi cái này, đêm qua còn suy nghĩ nửa đêm. Quý lăng xuyên tiếc núi nói. Đáng tiếc nhị lão chưa từng nhắc tới trước mặt ta bao giờ. Yến tam hợp. Thiếp phù chính làm thê, đương thời cũng không thấy nhiều, trong chuyện này có duyên cớ gì không? Thứ nhất là mẫu thân ta có thể sinh dưỡng, ta có ba đệ đệ, một muội muội, cũng chính là mẫu thân của Minh Đình. Thứ hai, thứ hai là người chăm bệnh cho tổ mẫu ta, ở bên cạnh đến cuối đời. Nguyên quán quý gia cũng là Quảng Tây, sau này làm quan kinh thành mới cả nhà rời đến kinh thành định cư. Phụ thân của quý lăng xuyên tên là quý Xuân Sơn, cưới thê tử là Trương Thị. Thân thể Trương Thị vốn đã yếu, sau khi thành hôn thì mang thai hai thai, kết quả hai thai đều không giữ được, từ đó để lại mầm bệnh để có đời sau nên phụ mẫu bên chồng mới thu xếp nạp thiếp cho con trai. Hai ông bà nghĩ cô nương quê ở Quảng Tây thân thể rắn chắc, ai cũng đều có thể sinh dưỡng, không bằng nhờ người chọn một người ở bên đó. Chọn tới chọn lui, bèn chọn chúng Hồ Thị 16 tuổi. Hồ Thị lớn lên bên bờ sông, là một nữ ngư dân, từ nhỏ đi theo người lớn dãi nắng dầm mưa nên thân thể xương cốt còn rắn chắc hơn cả nam nhân. Mấy tháng sau, Hồ Thị ngồi thuyền đến bến tàu Thông Châu, sau đó được khiêng vào quý phủ bằng một chiếc kiệu nhỏ, buổi tối hôm đó viên phòng. Hồ Thị quả nhiên rất giỏi sinh đẻ, không lâu sau đã có thai, 10 tháng hoài thai, sinh hạ một đứa con, chính là Quý Lăng Xuyên hiện giờ. Quý gia mừng rỡ, mở tiệc rượu đầy tháng suốt 3 ngày. Trăm ngày sau, Quý gia mở từ đường, đưa hắn qua cho chính thê Trương Thị, tính là con trai trưởng. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 75, Phù Chính. Ta từ nhỏ lớn lên bên cạnh mẫu thân cả, mẫu thân cả đối xử với ta như con ruột. Qua hai năm, mẫu thân ta lại sinh hạ một đứa con trai, là nhị đệ của ta. Quý Lăng Xuyên nhớ lại nói. Sau khi sinh hạ nhị đệ của ta, thì sức khỏe của tổ mẫu ta không tốt, cho nên mẫu thân ta bèn gánh vác trọng trách. Người giao nhị đệ cho mẫu thân cả chăm sóc, suốt hơn nửa năm, ngủ trên trước giường tổ mẫu ta, cho đến khi tiễn người đi. Lúc nhị đệ ngươi được đưa đến bên mẫu thân cả ngươi, là mấy tháng tuổi? Nếu như ta nhớ không lầm, thì vừa mới 3 tháng tuổi. Như vậy nói cách khác, Hồ Thị sau khi sinh tháng thứ ba thì lúc sức khỏe còn chưa hoàn toàn khôi phục tốt, đã bỏ lại nhi tử, toàn tâm toàn ý phụng dưỡng mẫu thân chồng. Yến Tam hợp hỏi. Nhị đệ ngươi sau đó có trở lại bên cạnh mẫu thân ngươi không? Quý Lăng Xuyên lắc đầu. Không có, vẫn nuôi dưới tên mẫu thân cả. Tại sao, sau khi tổ mẫu đưa tang, mẫu thân mệt mỏi sinh bệnh, nhị đệ còn nhỏ, sợ người không chăm sóc được, nên ở bên cạnh mẫu thân cả ta mấy tháng. Quý lăng xuyên uống một ngụm trà, tiếp tục nói. Lúc bế về bên mẫu thân, nhị đệ ta không quen, ban đêm thường khóc nháo, chỉ có thể đưa về viện mẫu thân cả. Yến tam hợp trong lòng khẽ run lên. Mẫu thân cả của ngươi qua đời khi nào? Năm thứ năm sau khi tổ mẫu qua đời, mẫu thân cả ra đi, lúc ấy ta 10 tuổi. Con đường phù chính của mẫu thân ngươi, có khó khăn hay không? có quý lăng xuyên rũ mắt xuống trong tộc và tổ phụ ta đều không tán thành trên mẫu thân ta ra thế thấp mất mặt nếu không phải phụ thân ta kiên trì vừa khéo trong bụng mẫu thân lại có tam đệ chỉ e chuyện này cũng khó thành yến tam hợp hỏi tình cảm giữa phụ thân và mẫu thân ngươi rất tốt sao quý lăng xuyên phụ thân ta nói lúc mẫu thân còn trẻ ngây thơ đáng yêu tính tình đơn thuần không giống các cô nương trong kinh thành yến tam hợp lại hỏi trước khi mẫu thân cả ngươi lâm chung, có để lại lời gì cho kế thất không? Quý lăng xuyên ngẩng đầu lên, có chút không thể tin nhìn Yến Tam Hợp. Thật lâu sau, hắn nói. Mẫu thân cả để lại lời nhắn cho phụ thân ta, kêu ông ấy nề tình phu thê mà suy nghĩ một chút cho hai đứa con trai. Yến Tam Hợp nghe đến đây, tự đáy lòng cảm thán. Mẫu thân ngươi quả là một người mưu tính sâu xa, lời này có ý gì? Bùi tiếu thốt lên. Sau khi thốt lên, Bùi Tiếu mới cảm thấy mình đã hỏi một câu ngu ngốc. Còn không phải mưu tính sâu xa sao? Một thiếp thất sinh hạ con trai, liên tục đưa con trai đến dưới danh nghĩa chính thê, nhi tử không chỉ có danh phận có quyền thừa kế, mà chính thê trương thị này cũng là chống lưng cứng rắn, đôi bên cùng có lợi. Kết quả đôi bên cùng có lợi, trương thị chắc chắn sẽ coi con trai mình là cốt nhục của nàng. Một chiêu này, gọi là lấy lùi làm tiến. Mẫu thân chồng bị bệnh, nàng kéo lê thân thể mới sinh tận hiếu giúp trương thị ai là người cảm động là trưởng bối là nam nhân là trương thị một chiêu này gọi là lung lạc lòng người trương thị nuôi giúp nàng hai đứa con trai thời gian lâu dài cho dù có cách một cái bụng thì cũng sẽ nuôi ra tình cảm nàng bệnh nặng biết mình thời gian không còn nhiều tất nhiên sẽ suy nghĩ đến tương lai thay hai đứa con trai tương lai nếu như nam nhân kia lại cưới nữ nhân bên ngoài Nữ nhân bên ngoài có sinh thêm một trai một gái thì con trai của mình cũng không bị gạt qua một bên. Nếu như đưa Hồ thị lên làm chính thì hai đứa bé này vốn chính là thịt trong bụng Hồ thị rơi xuống, Hồ thị sao có thể bạc đãi bọn họ được? Có lời dặn dò lúc lâm chung của Trương thị, hơn nữa trong bụng còn mang thai một đứa, còn có ai có thể ngăn cản được con đường phù chính của nàng được nữa chứ? Ngoại tổ mẫu, người giỏi thật. Bùi Tiếu vừa cảm thán, vừa liếc mắt nhìn Yến Tam Hợp nhà đầu này cũng giỏi thật, tuổi còn trẻ đã có thể phân tích rõ ràng những quanh co trong nội trạch, tương lai ai cưới nàng ta về thì đúng là xui xẻo. Mẫu thân ta mặc dù không biết chữ, nhưng cực kỳ thông minh. Quý lăng xuyên yếu đuối nói một câu, che giấu giúp lão thái thái, nói xong, lại chừng bùi tiếu một cái. Tên nhóc như ngươi đừng xen vào lung tung, cậu chừng con làm gì, lão tổ tông cưng con nên con không chịu người ta nói xấu người đâu. Ngươi! Quý lăng xuyên thật muốn đá tên nhóc này cút lẹ. Cầu cầu. Yến Tam Hợp dùng ngón tay gõ gõ hai cái lên bàn. Quý lão gia, ta hỏi tiếp, phụ thân ngươi chỉ có một mình mẫu thân ngươi thôi sao? Quý lăng xuyên. Sau đó phụ thân lại nạp hai phòng thiếp thất. Yến Tam Hợp. Vì sao? Tình cảm của bọn họ không phải rất tốt sao? Sắc mặt quý lăng xuyên có hơi cứng ngắc. Mẫu thân lớn tuổi, lại quản lý chuyện cả phủ, khó tránh khỏi không chăm sóc tốt cho phụ thân. Yến Tam Hợp. Có sinh dưỡng không? Quý Lăng Xuyên. Có, ta có hai thứ muội đều được gả đi nơi xa, ấy năm nay qua lại rất ít. Yến Tam nhíu mày. Nói như vậy, phúc khí của quý gia đều bị một mình lão thái thái chiếm hết rồi. Ngươi nói gì thế hả? Bùi tiếu muôn mắng trời người, lại không dám. Cái gì gọi là bị một mình lão thái thái chiếm hết, bà ngoại ta mà gọi là mệnh tốt sao? Có gì khác nhau sao? Có chứ, có câu nghe thuận tai, có câu nghe không thuận tai người khác vì sao không sinh được con trai ngươi có ý gì bùi tiếu trong nháy mắt xù lông nói rõ ràng đi bùi minh đình quý lăng xuyên quát lớn một tiếng thẳng thắn thừa nhận yến cô nương nói đúng một di nương trong đó cũng từng mang thai nam bị mẫu thân ta dùng kế phá bỏ bà ngoại ta còn làm việc này sao bùi tiếu ngây ngần cả người yến tam hợp bình tĩnh liếc hắn một cái tiếp tục hỏi Việc này phụ thân ngươi có biết hay không? Biết. Quý Lăng Xuyên gật đầu, nói. Hai người bọn họ cũng bởi vì chuyện này, mà dần già sinh hiểm khích, phụ thân về sau cũng ít đến phòng mẫu thân. Cũng là bởi vì mẫu thân ngươi sinh được năm đứa con, tuổi tác lại dần dần lớn lên. Yến Tam hợp cười gần. So ra vẫn kém các di nương trẻ tuổi, mặt mũi xinh đẹp, dáng người mơn mởn, giỏi hầu hạ người khác trên giường. Hai người con cháu nhìn nhau. Bùi tiếu thầm gầm lên trong lòng con bà nó. Giỏi hầu hạ người trên giường, lời này là lời một một cô nương có thể nói ra sao? Chuyện này, chuyện này cực kỳ không ra thể thống gì. Nàng không biết xấu hổ, ta cũng biết xấu hổ chứ. Không được, không được, khoản này ta phải nhớ nói lại cho Tạ Ngũ Thập. Khóe miệng Bùi Tiếu kéo ra biểu cảm khinh thường, "Yến cô nương xin kính trọng người chết, ngoài tổ phụ ta đã sớm" ngoài tổ phụ ngươi là và phát thê hợp tán cùng một chỗ chứ yến tam hợp đột nhiên hỏi hỏi cái này để làm gì bùi tiếu ngơ ngác nhìn quý lăng xuyên quý lăng xuyên cắn răng nói không sai yến tam hợp chủ ý của ai quý lăng xuyên xoa xoa tay là phụ thân dặn dò trước khi lâm chung yến tam hợp vì sao quý lăng xuyên thở dài phụ thân nói mọi việc dù sao cũng phải có cái trước cái sau có trước có sau thì không sai. Yến Tam hợp lạnh lùng nói. Nhưng nói thật, mẫu thân ngươi sinh cho quý ra năm đứa con, điểm này hắn nói thế nào? Quý Lăng Xuyên bị hỏi á khẩu không trả lời được, sắc mặt rất là khó xử. Cô nương hỏi cái này, có tác dụng gì với việc giải ma sao? Trường 76, không xứng. Tất nhiên. Yến Tam Hợp đưa tay xoa xoa thái dương. Quý lão gia không phải không biết, phù thê khi còn sống cùng nhau, thì sau khi chết được chôn cùng huyết rất quan trọng. Điều này có ý nghĩa gì đối với một nữ tử? Có nghĩa là cả đời này nàng được dòng họ, được nam nhân, được con cháu đời sau công nhận. Cũng có nghĩa là kiếp sau còn có thể nối lại tiền duyên với nam nhân. Cho dù bia mộ kia không được khắc tên họ đầy đủ thì cũng là vinh dự cao nhất đối với nàng. Quý Xuân Sơn cuối cùng lựa chọn chôn cùng huyết với chính thê, việc này không khác gì nói cho đời sau quý ra một chuyện. Quý Xuân Sơn ta đời này chỉ nhận Trương Thị, kiếp sau cũng chỉ nguyện ý cùng Trương Thị nối lại tiền duyên. Hồ Thị ngươi ở chỗ ta chẳng là cái thá gì cả. Nếu như là ta, thì ta không nuốt được khẩu khí. Yến Tam Hợp Cùng là thê tử, cùng có tên trong gia phả quý gia, còn có con nối dõi cho quý gia, thì dựa vào cái gì mà không thể chôn cùng huyệt với trượng phu. Bùi Tiếu cũng tò mò Đúng vậy, dựa vào cái gì? Hay là bởi vì... Yến Tam Hợp nhìn thẳng vào mắt Quý Lăng Xuyên, đột nhiên đổi giọng. Các ngươi làm con trai, cũng cho rằng bà không xứng sao. Máu toàn thân Quý Lăng Xuyên đều vào tới trên mặt, hai hàng lông mày xoắn lại một chỗ, nửa ngày nói không nên lời một chữ. Quý Lão Gia, không phải ta muốn tìm hiểu chuyện riêng tư của Quý Gia các ngươi, có một số chuyện người khác xem ra không quan trọng, nhưng có thể là tâm niệm thành ma đối với mẫu thân ngươi. Yến Tam Hợp bình tĩnh lạ thường nếu muốn giải quyết chuyện này thì ngươi phải nói thật với ta chỉ có thể nói thật với ta nếu không cậu cậu nói đi chứ bùi tiếu ở bên cạnh nghe mà sốt ruột muốn chết từ khi bà ngoại qua đời đến nay hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này hôm nay nếu không phải yến tam hợp nói ra thì hắn còn cảm thấy đó là điều đương nhiên ánh mắt quý lăng xuyên yên lặng nhìn vào trầm mặc thật lâu mới mở miệng thực ra đây là ý của ta và nhị đệ khoan đá giọng của bùi tiếu ngạc nhiên. Vậy ngoài tổ phụ trước khi lâm trung rốt cuộc có từng dặn dò hay không? Quý lăng xuyên hai mắt thất thần nhìn đưa cháu trai. Ông ngoài con không để lại lời nào cả. Tại sao? Bùi tiếu nghe được nén giận, vỗ bàn muốn chửi đồng. Cậu, cậu đây là ăn cây táo rào cây sung sao? Hốn sược. Quý lăng xuyên thẹn quá hóa giận, rất không khách khí giống lại hắn. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Phụ thân mẫu thân bùi tiếu còn không nghe, huống chi một quý lăng xuyên, dám chỉ thẳng vào mũi hắn mắng. Ngoài tổ mẫu có chỗ nào không xứng với cậu, cậu nói dối là ý của ngoại tổ phụ, chôn người ở ngoài. Trách không được quan tài bà không khép lại, đều là cậu hại cả. Ngươi, quý lăng xuyên vừa tức vừa vội, cũng mắng lại. Bà ngoại ngươi, đừng xen vào việc của người khác. Mặc kệ thì mặc kệ. Bùi tiếu vào tới trước mặt Yến Tam Hợp. Ngươi cũng đừng lo nữa, ai xui xẻo thì kệ họ đi, liên quan dám gì đến chúng ta, cho cái thứ này sống thanh thản làm cái gì? Bùi Minh Đình, ngươi, ngươi, ngươi. Quý Lăng Xuyên ôm ngực, tức giận không nguôi. Dầm. Một chung trà vỡ vụn. Hai người đều ngây giải. Ngươi, ngồi trở lại, ngậm miệng vào. Yến Tam hợp liếc mắt, lại nhìn Quý Lăng Xuyên. Ngươi, nói thật cho ta. Trong mắt bùi tiêu trắng giã, chừng Quý Lăng Xuyên một cái rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Đồ xúc sinh. Quý Lăng Xuyên thầm mắng một câu, Cắn răng nói: "Yến cô nương, ta từ nhỏ lớn lên ở chỗ Mẫu thân cả, ta." Mẫu thân cả là một nữ tử dịu dàng như nước, dạy hắn đọc sách, dạy hắn làm người, tất cả tình mẫu tử đều dành hết cho hắn không thừa lại chút nào. "Yến cô nương, nói ra ngươi có lẽ không tin." Quý Lăng Xuyên thở dài, "Trước 10 tuổi ta vẫn cho rằng mình chính là con ruột của nàng, cho đến khi nàng qua đời, ta mới biết được chân tướng." "Yến Tam hợp, cho nên trong lòng ngươi" bà mới là mẫu thân thực sự của ngươi. Đúng. Nước mắt quý lăng xuyên chậm rãi chảy xuống. Bà mém từng miếng cơm miếng canh cho ta, lo cho ta từng giấc ngủ, ta muốn báo ân, cũng phải báo ân. Yến Tam Hợp không nói gì, ánh mắt liếc xéo qua Lý Bất Ngôn trong góc. Lý Bất Ngôn khẽ lắc đầu với nàng. Đừng tin, nam nhân mà đáng tin thì heo nái cũng có thể trèo cây. Huống chi cũng không phải không có cách vẹn toàn đôi bên, ba người chôn cùng huyệt, việc này cũng có thể làm mà yến tam hợp im lặng một lát thản nhiên nói quý lão gia nhà mẫu thân cả trương thị của ngươi có lai lịch gì quý lăng xuyên chấn động ngươi hỏi cái này làm gì yến tam hợp ngươi chỉ cần trả lời ta không phải hỏi ngược lại ta lòng bàn tay quý lăng xuyên toát mồ hôi lạnh nói thật đương kim thái tử phi họ trương thì ra là thế đúng là như thế Yến Tam Hợp trong đầu vốn còn có một ít chuyện nghĩ mãi không ra, lúc này hết thầy đã có lời giải thích. Cho nên báo ân gì chứ, đều là lừa gạt người cả. Yến Tam Hợp nói cực kỳ không khách khí. Nguyên nhân thực sự là do gia tộc Trương Thị Thế Lớn, người không muốn đắc tội, hoặc là có gì đó cầu xin với bọn họ, hoặc là bọn họ có thể cho ngươi gì đó tốt nên mới để phụ thân ngươi và Trương Thị hợp táng. Ta, mùi quý lăng xuyên run rẩy, nói không nên lời. Vậy ta sẽ phân tích toàn bộ sự việc quý lão ra nghe thử coi ta nói có đúng hay không nhé. Yến Tam Hợp đứng lên, đi tới trước ngưỡng cửa, trong viện Xuân Ý vui vẻ, trong phòng khách lại khiến cho người ta lạnh lẽo thấm xương. Một cái ngưỡng cửa, cách cả trời đất, người và chuyện trên thế gian này hết thảy đều như thế cả. Có người cao cao tại thượng, có người mảng như kiến hôi. Có người phúc trạch thâm hậu thọ trung viên mãn, có người tính toán cả đời cuối cùng công dã tràng. Ta mặc dù không biết gia tộc Trương Thị ở thành tứ cửu có lai lịch gì, nhưng trong tộc có thể ra một thái tử phi, có thể thấy được thế lực không giống bình thường. Trương Thị gà đến quý gia vốn là gà xuống, cho nên mới có thể sau khi bị hỏng hai thai, không thể sinh con vẫn không bị bỏ rơi, ngồi vững vàng vị trí chính thất. Hồ Thị vào quý gia, sinh hạ ngươi, quý gia bị áp lực của gia tộc Trương Thị, cũng vì để cho Trương Thị an tâm nên đưa ngươi làm con trưởng thừa tự dưới danh nghĩa Trương Thị. Con thừa tự, không phải là kế hoạch của mẫu thân ngươi, trên đời này không có người mẫu thân nào nguyện ý chấp tay nhường con trai cho người khác, bà là bất đắc dĩ. Mau nói tiếp đi. Lần đầu tiên trong đời, Bùi Tiếu cảm thấy những quanh co của nữ nhân trong nội trạch, thực sự là làm trái tim hắn thắt lại. Phụ thân ngươi nói mẫu thân ngươi lúc còn trẻ ngây thơ đáng yêu và không giống như cô nương thế gia ở kinh thành, thứ nhất mẫu thân ngươi là ngư dân nữ, phụ thân ngươi thích mới mẻ, thứ hai, nàng ít trải đời, tâm tư đơn thuần nữ tử đơn thuần như thế này lúc nào cũng khiến nam nhân yêu thương nhất yến tam hợp dừng một chút tiếp tục phân tích nhưng việc con trai bị cướp khiến cho nàng dần dần hiểu được nàng ở quý gia chỉ là một thiếp thất không quan trọng đừng nói là con trai dù là trương thị muốn mạng của nàng thì nàng cũng chỉ có thể cho đi mà thôi nhưng nàng rất nhanh đã phát hiện chuyện này đối với nàng mà nói ngoại trừ chút đau đớn mất con ra thì những thứ khác đều là chỗ tốt con đường phía trước của con trai đã có nam nhân cảm thấy mắc nợ nên càng yêu thương nàng. Trương Thị nề tình con trai, rất khoan dung với nàng. Nhưng mà, nhưng mà cái gì? Bùi tiếu chờ không nổi nữa. mươi 77, Thành Tinh. Yến Tam hợp hít sâu một hơi. Nhưng mỗi ngày khi bà nhìn thấy con trai mình gọi người khác từng tiếng mẫu thân, rất nhiều tư vị đều sông lên trong lòng. Không cam lòng, ấm ức, khổ sở, chua xót, ghen tị. Các loại tư vị ngày đêm tra tấn nữ ngư dân ngây thơ đơn thuần kia, sự đơn thuần của nàng dần dần rút đi. Ta nghĩ lúc đó, nàng đã tính toán rất nhiều chuyện trong tương lai. Cho nên sau khi đưa con thứ hai sinh ra, nàng mới chủ động đưa nhi tử đến bên cạnh trương thị, còn tự mình đi hầu bệnh. Yến Tam Hợp xoay người, nhìn quý lăng xuyên. Nếu như ta không có đoán sai, mẫu thân ngươi lúc nào cũng nghe lời mẫu thân cả của ngươi, nói không chừng lúc mẫu thân cả ngươi bệnh nặng nàng cũng chăm sóc bên cạnh hệt như lúc chăm tổ mẫu ngươi, không rời một tấc mùi quý lăng xuyên run rẩy chậm rãi gật đầu. Cho nên, có thể làm cho mẫu thân ngươi phụ chính, không phải đứa nhỏ trong bụng nàng, mà là lời nói của Trương Thị Lúc Lâm chung với phụ thân ngươi. Tộc quý thị và tổ phụ ngươi cũng không phải bởi vì phụ thân ngươi kiên định mà thỏa hiệp, mà vì gia tộc Trương Thị phía sau. Ánh mắt Yến Tam Hợp biến đổi, biểu cảm trên mặt lạnh lẽo hơn. Trước khi mẫu thân cả ngươi lâm chung, ngoại trừ để lại lời nhắn cho phụ thân ngươi thì hơn phân nửa là để lại lời nhắn cho người nhà bà, để bọn họ chiếu cố ngươi nhiều hơn. Ngươi biết rõ tầm quan trọng của gia tộc Trương Thị đối với quý gia, cho nên mới làm như vậy. Nhân trước quả sau, không sai một chữ. Đôi mắt quý lăng xuyên sung huyết, bàn tay vốn đặt bên cạnh bàn đã nắm chặt thành nắm đấm. Mẫu thân ta cũng tính kế nàng, ta được bà nuôi từ nhỏ, vì sao không thể làm việc gì đó cho bà chứ? Hắn chậm rãi đứng lên, đi tới bên người Yến Tam Hợp, giọng nói mang theo phẫn nộ. Trương gia bọn họ không đồng ý cho ba người hợp táng, ta còn có cách gì chứ? Khốn kiếp! Bùi tiếu dùng sức nuốt một ngụm nước miếng. Trương gia nhìn như cả đời không qua lại với quý gia, thì ra đến cả hậu sự của bà ngoại cũng nhúng tay vào. Chuyện này ta cũng phải ghi nhớ, lát nữa nói cho tạ ngũ thập nghe. Người thực sự không đồng ý không phải trương gia, mà là mẫu thân cả của ngươi đúng không? Sau khi Yến Tam Hợp nói xong, sắc mặt quý lăng xuyên đột nhiên trở nên vô cùng đáng sợ. Ngươi, ngươi, sao ngươi biết được, bởi vì nếu như ta là nàng, ta sẽ không cam tâm để vốn nên thuộc về mình, từ nam nhân đến con trai, đến mấy chục năm vinh quang của tương lại. Yến Tam Hợp thâm trầm nhìn thẳng quý lăng xuyên. Cuối cùng đều rơi xuống trên đầu một tiện thiếp chỉ là nữ ngư dân. Quý lăng xuyên cảm giác cổ họng mình bị thứ gì đó bóp chặt. Bùi tiếu đứng bật lên. Cho nên, bà ấy vẫn luôn biết suy nghĩ của ngoại tổ mẫu ta. Không chỉ biết, còn vui vẻ thành toàn. Yến Tam Hợp nhìn bùi tiếu một cái. Vận mệnh cho nàng ra thế tốt, lại không cho nàng một thân thể tốt, nhưng điều này không có nghĩa là nàng không có đầu óc để mặc cho người ta tính toán. Bùi tiếu khiếp sợ. Cho nên, không cho ngoại tổ mẫu và ngoại tổ phụ chôn đồng huyệt là sự trả thù cuối cùng của bà. Cũng là sự trả thù tàn nhẫn nhất, bà ta khiến bà ngoại ngươi cả đời tính kế, cuối cùng đều thành trò cười, công giá tràng. Yến Tam Hợp nói xong, bản thân cũng run lên một cái. Thật là ác độc, không ai nói gì, xung quanh yên lặng như chết. Thật lâu sau, ánh mắt Yến Tam Hợp rất lạnh cũng rất nhạt. Quý lão gia, ngươi không cần bày ra dáng vẻ ấm ức này, ở chỗ ta không có ai đúng ai sai, thì phi công đạo trong lòng các ngươi, ta ở đây chỉ cầu một chân tướng mà thôi. Lời này hoàn toàn ngoài dự liệu của quý lang xuyên, càng làm cho hắn bất ngờ hơn là Yến Tam Hợp nói tiếp. Chân tướng thường phối hợp với từ tàn nhẫn này, người tốt nhất phải có chuẩn bị trong lòng, càng đào càng sâu, người có lẽ càng chịu không nổi. Ta không thể chịu đựng được nữa. Quý lăng xuyên vịn góc bàn, chậm rãi trở lại ghế của mình, ngã ngồi xuống, hít từng ngụm từng ngụm khí lạnh. Nội tâm bùi tiếu giờ phút này đã không thể dùng hai chữ rít gào để hình dung. Tạ ngũ thập, người mau tới đây đi. Bà đồng họ Yến này, Nàng, nàng, nàng sắp thành tinh rồi. Em quyết định chọn cái này nha, gất phù hợp với cái mỏ anh bùi. Yến Tam hợp thành tinh sao? Không, nếu thành tinh thì lòng của nàng cũng sẽ không cảm thấy đau đớn vì hai người trương hồ như vậy. Quý nữ gả đến quý gia, cho dù thân thể không tốt thì cũng phải liều chết sinh con trai mới có thể đứng vững. Bên này mới vừa hư thai xong, sức khỏe còn chưa hồi phục thì nhà chồng đã thu xếp nạp thiếp cho con trai có ai để ý sự đau khổ và chua xót của Trương Thị thế nào đâu. Làm gì có ai biết khi Trương Thị nhìn thấy Hồ Thị sinh từng đứa lại từng đứa con, trong lòng nàng hận thế nào. Nữ ngư dân được gả vào nhà giàu, trong lòng tuy rằng không chịu thua kém, nhưng mạng do người khác nắm trong tay, không có chút nào nằm ở nơi mình. Mấy chục năm kinh doanh tính toán, bên ngoài nhìn thì phong quang vô hạn, nghịch thiên cải mệnh, sau khi chết mới biết được, nàng đến tư cách hợp táng với trưởng phu cũng không có. Ai là người chiến thắng? Tất cả đều là kẻ thua cuộc. Người chiến thắng thực sự là nam nhân ngủ chung giường với hai người, người đó mới có tất cả mọi thứ. Yến Tam hợp hít sâu một hơi, đè tất cả cảm xúc xuống. Quý lão gia, mẫu thân ngươi sinh bốn trai một gái, nữ nhi lập gia đình không tính, còn lại ba vị lão gia bây giờ đều có thân phận gì? Quý lăng xuyên trống chán, hữu khí vô lực nói. Nhị đệ ta là thái thường tự nhâm điền bạc, Yến Tam Hợp nhìn Bùi Tiếu. Đây là chức quan gì? Hỏi ta sao? Bùi Tiếu vội nói. Chính thất phẩm, quản tế lễ. Yến Tam Hợp. Quan này nhỏ hơn cả ngươi sao? Vừa nghe đã là người ngoài ngành. Chức quan có thể nhìn lớn nhỏ sao? Bùi Tiếu hừ hừ nói. Người ta là chức quan màu mỡ, còn nha môn ta thì như nước trong, sao mà so được? Yến Tam Hợp. Còn có hai vị lão gia khác thì sao? Quý Lăng Xuyên lắc đầu bọn họ không có chức quan, ta có thể hiểu như vậy hay không, ngươi và nhị lão ra bởi vì dưới danh nghĩa mẫu thân cả, cho nên tộc trương thị mới trải đường cho các ngươi ở quan trường. Mà tam lão ra, tư lão ra bởi vì ở dưới danh nghĩa mẫu thân ngươi, cho nên tầm thường không có gì. Lời của Yến Tam hợp quá thẳng thắn, quả thực không để lại chút thể diện cho quý lăng xuyên. Quý lăng xuyên cắn răng. Cô nương hiểu như vậy, cũng không sai. Yến Tam hợp. Hôn sự của quý lão gia là do ai làm chủ, Trương gia sao? Quý Lăng Xuyên nói, hôn sự giữa ta và nhị đệ là do phụ thân ta và Trương gia quyết định. Yến Tam hợp, mẫu thân ngươi không có ý kiến gì sao? Quý Lăng Xuyên, phụ thân nói không tới lượt người. Yến Tam hợp lạnh lùng nói, ngươi cũng cho là như vậy sao? Quý Lăng Xuyên cảm thấy rất đau đầu, đau như sắp nứt ra vậy. Yến cô nương, hôn nhân đại sự, mệnh của phụ mẫu lời của người mai mối việc này không đến lượt ta yến tam hợp quý phủ không phân nhà sao quý lăng xuyên không có yến tam hợp vì sao quý lăng xuyên mẫu thân trước khi lâm trung có phó thác kêu ta và nhị đệ giúp đỡ hai đệ đệ một chút yến tam hợp cho nên trong bốn đứa con thương nhất là hai đứa nhỏ sao hoàn toàn sai rồi bùi tiếu sắc mặt âm trầm ngoại tổ mẫu ta thương mất là cậu cả tiếp theo là cậu hai chuyện gì cậu ba, cậu bốn cũng phải đứng sang một bên. Yến Tam hợp âm thầm giật mình đồng thời lại hỏi. Cho nên, Tam nái nái với lão thái thái mới không hợp, cũng là vì lão thái thái thiên vị sao. Bùi tiếu ngạc nhiên. Hả? Ta hình như lại bị nàng chiếu mất một quân tướng rồi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 78, Lương Thiện. Quý lão gia. Yến Tam hợp không nhìn bùi tiếu, tiếp tục hỏi nguyên nhân lão thái thái thiên vị ngươi và lão nhị là xuất phát từ lòng áy náy không nuôi lớn các ngươi, hay là bởi vì sợ gia tộc trương thị nên mới không thể không thiên vị. Lời này khiến sau lưng quý lăng xuyên đổ mồ hôi lạnh. Hắn hiểu khí vô lực nói. Yến cô nương, có thể từ từ cho ta thở một hơi rồi nói sau không? Cái này thì có gì mà từ từ, rất đơn giản, hai chọn một đi. Bùi tiếu cười gằn Ta từ nhỏ đã lớn lên ở chỗ lão thái thái, đến sau khi ông ngoại mất cũng chưa từng nghe nói đến quý gia và trương gia có qua lại gì cái tên nhóc hỗn sược này ngươi câm miệng cho ta quý lăng xuyên vỗ bàn mặt tái mét tên nhóc hỗn sược không chỉ không câm miệng còn chỉ vào yến tam hợp rồi giải thích cho mình không có đúng sai chỉ có chân tướng cậu à chúng ta phải tìm ra chân tướng thì mới khiến cho quan tài bà ngoại khép lại không còn thời gian nữa đâu lời này vừa dứt Ánh mắt Yến Tam Hợp và Lý Bất Ngôn đã động nhau, bùi đại nhân này quả nhiên là chẳng màng bà con gì hết. Đã đến nước này, Quý Lăng Xuyên còn có cái gì có thể che giấu? Trương gia từ vẫn luôn không để mẫu thân ta vào mắt, quả tiết hàng năm cho Trương gia đều là phụ thân ta tự tay chuẩn bị. Trong phủ có chuyện vui hay buồn gì thì phụ thân cũng chỉ dẫn hai huynh đệ chúng ta đi, mẫu thân cả đời này chưa từng bước vào cửa Trương gia, cũng không hỏi đến chuyện bên kia. Quý Lăng Xuyên chảy nước mắt Mẫu thân ta khi còn sống thường nói xin lỗi ta và nhị đệ, lòng rất áy náy, cho nên mới thiên vị một chút. Yến Tam hợp cười gằn, cũng là sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của hai huynh đệ các ngươi, nên không dám hỏi đến. Yến cô nương, người đi lên chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp. Cảm xúc quý lăng xuyên đè nén đã lâu, đột nhiên như đê vỡ. Không có mẫu thân cả, thì quý gia không có ngày hôm nay, không có Trương gia giúp đỡ, ta và nhị đệ không có ngày hôm nay, không có ta và nhị đệ người trong phủ này cũng không được hưởng nhiều phước tốt như vậy. Hắn quay lưng lau nước mắt. Lại nói, nếu mẫu thân cả có thể có con của mình, thì mẫu thân ta đừng mong có thể vào kinh làm thiếp, có khi đến ngọn núi lớn ở quê hương bọn họ cũng không đi ra được, cả đời chỉ là một ngư nữ. Yến Tam Hợp nghe ra sự bất mãn ngập tràn trong lời nói này. Quý lão gia hình như không có mẫu từ từ hiếu với lão thái thái nhỉ. Quả thật không có. Giọng nói quý lăng xuyên lạnh như băng xương trong ngày đông giá rét nữ nhân trong nội chẹt, nhỉ nhìn thấy một tấc vuông xung quanh mình, sao có thể hiểu được trời đất ở bên ngoài. Ta và nhị đệ cực khổ sáng lập phần gia nghiệp này, thế mà bà ấy chỉ vì một con chó mà muốn con cháu mình gặp tai họa, đúng là quá ngu xuẩn. Ngươi, tên nhóc ngươi đừng được nước lấn tới. Quý lăng xuyên vỗ bàn, tức giận đứng dậy. Ngươi thử sờ lương tâm mình mà nói đi, ta đối xử với bà ngoại ngươi như thế nào? Có hiếu thuận hay không? Ngoại trừ không thể cho bà và ông ngoại ngươi hợp tán ra thì có làm gì cho bà thất vọng không? Bùi tiêu á khẩu không trả lời được. Trong yên lặng, Yến Tam hợp đứng lên, từng bước từng bước đi lên phía trước, ánh mắt nhướng lên nhìn thẳng vào hắn. Quý lăng xuyên, có phải ngươi khinh thường mẫu thân ruột của mình không? Ngoài việc sinh ta ra thì bà ấy đã cho ta cái gì, chỉ biết khúm núm trước mặt ông bà ta, khúm núm trước mặt phụ mẫu ta, khúm núm trước mặt ta. Quý lăng xuyên cười gần liên tục ta không phải khinh thường bà, ta là hận mình không được thác sinh trong bụng mẫu thân cả. Nếu như ta là cháu ngoại thật của trương gia thì trương gia bên kia sao có thể trơ mắt nhìn ta gặp chuyện không may mà mặc kệ được. Yến Tam Hợp Nói như vậy, ngươi cũng khúm núm trước mặt trương gia. Quý Lăng Xuyên quá sợ hãi. Bởi vì ngươi nhỏ yếu, cho nên khi đối mặt với kẻ mạnh, ngươi không thể không khúm núm. Khi ngươi đụng phải người nhỏ yếu hơn ngươi, thắt lưng của ngươi cũng sẽ thẳng hơn bất cứ ai. Ánh mắt nặng nề của Yến Tam hợp như lưỡi dao sắc bén. "Quý Lăng Xuyên, giống như mẫu thân đẻ ngươi không có cách lựa chọn đầu thai, ngươi cũng không có cách lựa chọn đầu thai vào bụng chính thất, nhưng có một điều ngươi có thể lựa chọn." Quý Lăng Xuyên từ kẽ răng nặn ra hai chữ. "Cái gì?" Yến Tam hợp làm người lương thiện, khoan dung một chút. "Quý Lăng Xuyên, niệm của người chết thành ma quả thực là nhân, con cháu xui xẻo đúng thật là quả, nhưng có một điểm ta không ngại nói rõ cho ngươi biết." Yến Tam hợp lạnh lùng cười. Chỉ nhìn cái hồ tâm ở hậu hoa viên nhà ngươi thôi, cho dù quan tài của lão thái thái có đầy được thì chuyện ngươi bị bãi quan cũng là kết quả sớm muộn mà thôi. Một chữ cuối cùng rơi xuống, quý lăng xuyên mặt xám như cho tàn. Trong quán trà, ồn ào náo nhiệt. Trên đài, người kể chuyện vỗ kinh đường mộc, bắt đầu câu chuyện. Hoa nở hai đóa, mỗi đóa một cành. Chấm. Dưới đài, tà tam gia vảnh hai chân, chậm rãi thưởng thức một bình trà, nhưng trong lòng lại nước sôi đang sôi ủng ụt rồi. Không đi quý gia, ngoại trừ muốn cho quý lăng xuyên chút thể diện ra thì còn có một nguyên nhân quan trọng hơn. Hắn đang chờ một tin tức. Đúng lúc này, Chu Thanh đi vào quán trà, ngồi xuống bên cạnh tạ chi phi. Tạ chi phi sáng mắt lên, kêu, tiểu nhị, thêm chung trà, thêm hai đĩa điểm tâm. Vâng thưa tam gia, lập tức tới ngay. Chén trà đổ đầy, Chu Thanh không chỉ không uống, mà còn lấy tay chấm chút nước trà viết trên bàn viết một chữ phi quả nhiên ngự sử đài hôm nay đã động thủ sắc mặt tả tam ra trầm xuống vội lấy tay chấm chút nước trà viết một chữ đông chu thanh lắc đầu hắn lắc đầu sắc mặt tả tam ra hoàn toàn âm trầm xuống ngự sử đài chỉ khi có chứng cứ vô cùng xác thực mọi việc đã liệu trước thì mới mặc phi bào lên chiều buộc tội đông cung thái tử không nói một lời là vì không thể nói thứ nhất hộ bộ vẫn do thái tử trường quản, quý lăng xuyên là cấp dưới của hắn, thân là cấp trên thì khó chối bỏ trách nhiệm này. Việc này do hán vương khơi màu, quý lăng xuyên căn bản không phải mục đích cuối cùng, mà là thái tử. Chỉ cần thái tử dám nói giúp quý lăng xuyên nửa câu, thì hán vương sẽ lập tức cắn lên. Chặt tay tìm được sống mới là thượng sách. Hoàng thượng chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, đồng thời chắc chắn sẽ tra xét quý phủ, nhanh nhất là sau giờ ngọ hôm nay, muộn nhất là ban đêm, dù sao cũng sẽ không để qua đêm. Bây giờ hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng đến Yến Tam hợp bên kia. Ý niệm này vừa mới nổi lên một nửa thì bản thân Tạ Tam gia cũng muốn lắc đầu. Nào có nhanh như vậy chứ? Hắn quyết định thật nhanh, "Đến Quý gia, vâng." Chu Thành ném bạc xuống, đi theo phía sau Tam gia ra khỏi quán trà, vừa muốn xoay người lên ngựa, lại bị Tam gia túm lại. Lỡ như đụng phải người đến tra xét Quý gia, người nhớ âm thầm bảo vệ Yến Tam Hợp, nhanh chóng mang nàng về phủ. Chu Thanh biến sắc. Ra, bên cạnh Yến cô nương không có lý cô nương sao. Nha đầu kia công phu là không tệ, nhưng người không thiếu nhất ở kinh thành này, đó là người có công phu không tệ. Lần trước một mình nàng đã dám chạy đi một mình đấu với hình bộ, đủ để chứng minh nàng căn bản không biết sự nông sâu của chôn quan trường kinh thành, tính tình cũng nóng này. Tạ chi phi nhớ tới chuyện này, sống lưng lập tức thấy ớn lạnh đề phòng đi, vâng. chương 79, Ninh Thị. Quý Phủ, phòng khách, Quý Lăng Xuyên ngơ ngác ngồi trên ghế, cúi đầu không nói một lời. Hắn đang nghĩ gì thì không ai biết. Quý Lão Gia cũng đã hỏi gần xong. Yến Tam Hợp nói với Bùi Tiếu. Đi gọi mợ ba của ngươi tới đây. Nếu đổi lại có người khác dám nói với Bùi Đại Nhân như vậy, thì chắc chắn sẽ bị hắn mắng chết. Nhưng đối phương lại là Yến Tam Hợp, ánh mắt Bùi Đại Nhân hiện tại nhìn nàng, chỉ có hai chữ, ghê gớm. Chờ chút, ta tự đi gọi. Bùi tiếu đẩy cửa ra ngoài, Yến Tam Hợp cũng nhân cơ hội ra ngoài sân hít thở một hơi, vừa thong thả bước đi, vừa chậm rãi tiêu hóa chuyện của lão thái thái. Lý bất ngôn đứng dưới bóng cây, khoanh tay, không dám tiến lên quấy giày nàng. Mặc dù đã biết quá khứ của lão thái thái, nhưng quá khứ này không liên quan gì đến chó, nói cách khác, vẫn còn cách tâm ma của lão thái thái còn 10 vạn 8 ngàn dặm tiếp theo phải xem tam hợp có thể tìm ra thứ gì hữu dụng đối với hóa niệm giải ma trong đống quá khứ lung tung này của bà hay không. Mở ba tới rồi. Một tiếng kêu vang lên, Yến tam hợp dừng bước, Lý bất ngôn ngẩng đầu. Bùi tiếu đi trước vào viện, phía sau đi theo một nữ tử quý phái. Để ta giới thiệu, vị này là Yến cô nương, cao thủ điều tra do binh mã ti Bắc Thành mời tới. Yến cô nương, đây là mở ba của ta. Yến tam hợp đánh giá nữ nhân trước mặt khoảng 40 tuổi, đầu đầy chân trâu, khuôn mặt và dáng người có thể nhìn ra được lúc còn trẻ là một mỹ nhân, nhưng bên lông mày có một nốt ruồi đen to bằng hạt đậu tương, nhìn có hơi dữ. Yến Tam Hợp đang đánh giá nàng, nữ nhân này cũng đang đánh giá nàng, hơn nữa trong lòng còn hơi nghi ngờ. Còn trẻ vậy sao? Còn là một cô nương? Không thể nào. Tam Thái Thái họ gì? Họ ninh, vào phòng khách ngồi đi. Khoan đã! Bùi tiếu đột nhiên quát lên mợ ba yến cô nương tuy rằng tuổi còn trẻ lại là một cô nương nhưng tà tam gia khó khăn lắm mới mời tới được lát nữa nếu nàng hỏi gì mợ thì mợ cứ có gì đáp đó không nên giấu diễm tà tam gia là ai ninh thị tự biết rõ trong lòng vội cười nói cháu trai yên tâm ta đương nhiên là có một nói một có hai nói hai yến tam hợp tam thái thái vậy mời đi ninh thị vừa bước vào ngưỡng cửa đã thấy đại lão gia ngồi trên ghế hừ mũi một tiếng sau đó mới không cam lòng tiến lên hành lễ. Quý lăng xuyên hoàn hồn khoát tay, ý bảo nàng ngồi xuống. Bùi tiếu là người cuối cùng vào cửa, sau khi vào thì đóng cửa lại, tiếng đóng cửa vừa nặng vừa vang, đến tim yến tam hợp cũng hơi run lên. Ninh thị nhấp một ngụm trà, đặt chung trà xuống, rồi dùng khăn lau khóe miệng. Bày trận thế lớn như thế, còn mời cao nhân đến, trong phủ này rốt cuộc đã xảy ra vụ án gì lớn lắm sao, mau nói cho ta nghe một chút đi. Lời này vừa nói xong, Yến Tam Hợp đã hiểu ngay, vì sao Bùi Đại Nhân lại tự đi mời, vì sao lại nói trước một câu đó, vì sao lại đóng cửa mạnh như vậy. Tam phu nhân này, không phải đèn cạn dầu. Nếu không phải đèn cạn dầu, Yến Tam Hợp nhanh chóng thay đổi xương hô. Ninh Thị, ngươi gả vào quý phủ như thế nào? Ai dắt mối, ai làm chủ? Ninh Thị bị hỏi mà sừng sốt. Sao, chuyện này cũng liên quan đến vụ án sao? Yến Tam Hợp lạnh lùng nói. Ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi của ta, có liên quan đến vụ án hay không không phải chuyện ngươi nên hỏi. Ninh Thị Cả Kinh, lúc này mới nghiêm túc đánh giá Yến Tam Hợp. Vừa đánh giá, nàng cực kỳ là kinh ngạc. Cô nương này trẻ thì trẻ, nhưng sống lưng thẳng tắp, hai tròng mắt đen sâu, cả người tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Tuyệt đối không phải người bình thường. Ninh Thị lúc này mới thành thật trả lời. Ta là được lão thái thái chọn chúng. Kiệu lớn tám người nâng đường đường chính chính nghênh vào cửa. Lúc này, đến Phiên Yến Tam hợp kinh ngạc. Người lão thai thái chọn chúng, theo lý ở trong phủ này hẳn phải thân thiết với lão thái thái nhất, thế nào lại đối đầu với bà nhất đây? Yến Tam hợp nhìn về phía Bùi Tiếu, Ninh gia có môn đệ gì? Bùi cười nói, nhà ngoại mợ ba ta là phú thương của phủ chân định. Ninh thị không hài lòng câu trả lời hời hợt của đứa cháu trai, kiêu ngạo nói: Tất cả vườn táo của phủ chân định đều là của ninh gia ta. Mỡ ba, cầu bao nuôi. Trách không được đầu đầy chân châu phỉ thúy, hóa ra là nhà ngoại giàu có. Nếu không thì một người làm quan một người làm thương nhân, một người ở kinh thành một người phủ chân định thì cũng chẳng thể nào thông hôn được. Yến Tam hợp lại hỏi. Ở ninh gia, ngươi đứng thứ mấy? Ninh thị ngẩng đầu cười. Trường tỷ, đích xuất, gà vào quý gia mang theo 120 bộ của hồi môn, Chứa chọn ba chiếc thuyền trải dài hơn 10 dặm Câu trả lời này khiến Lý bất ngôn bên cạnh cũng hơi biến sắc Tam thái thái, biết nhà ngươi có tiền Cũng không cần câu nào nói ra cũng toàn tiền như thế Chẳng lẽ chưa từng nghe nói câu có tiền thì đừng để lộ ra sao Yến Tam hợp nhướng mày Trong mắt ngươi, mẫu thân chồng ngươi là người như thế nào? Câu hỏi này bị hỏi đột ngột Ninh Thị nhìn trái nhìn phải Thấy ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người nàng Lầm bầm nói có thể là gì, là trường bối chứ gì. Trường bối có tốt, có xấu, có hiền lành, có xảo quyệt, có mềm lòng, có tàn nhẫn, có biết nhìn xa trông rộng, có thể khoan dung, có mưu kế tỉ mỉ, có không khoan hồng độ lượng. Yến Tam hợp hỏi. Bà ấy thuộc loại nào? Ninh tị ngẩn ra, sắc mặt dần xanh mét, rất lâu sau cũng không nói gì. Bùi đại nhân cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy, vừa muốn há miệng dục thì thấy ánh mắt sắc như đau của Yến Tam hợp liếc mình, đành phải thành thật ngậm miệng lại không dễ trả lời, vậy ta đổi câu hỏi khác nhé. Yến Tam Hợp. Dưới gối ngươi có con không? Ninh Thị tự diễu cười nói. Mạng không tốt, sinh ba hàng tốn của sao? Sao ý là sinh con gái ấy ạ, à? kiểu sau này gả đi, còn phải kèm thêm của hồi môn, nên gọi là hàng tốn của. Chính thê không có con trai. Yến Tam Hợp vì thế lại hỏi. Tam lão ra có mấy phòng tiếp thị? Cái này cũng không phải chuyện có thể giấu giếm được, Ninh Thị Hào sảng nói. Tam phòng di nương. Yến tam hợp. Đều có sinh dưỡng ư. Ninh thị dường như bị hỏi đến phiền phức, khó chịu nói. Sao lại không có sinh dưỡng, trai gái đều có. Yến tam hợp. Nếu có con trai thì có đưa đến dưới danh nghĩa của người không? Tại sao ta phải nuôi con cho người khác? Ninh thị liếc quý lăng xuyên ngồi bên cạnh, liên tục cười gần. Có quỷ mới biết có ăn cháo đá bát hay không? Hơn nữa, con di nương sinh thì chính là di nương sinh, lừa được người khác thì sao lừa được chính mình ta cũng không muốn khi công đi làm cầu nối cho người khác lời này quả thực là kẹp thương cầm gậy ngậm máu phun người chỉ tang mắng hòe không bỏ sót một thứ nào trong lòng quý lăng xuyên vốn đã nổi lừa bị nàng đâm như thể thì vỗ bàn lạnh lùng nói ninh thị ngươi nói ai dùng người khác làm cầu nối ôi đại lão gia của ta ninh thị ôm ngực dáng vẻ như bị kinh hãi ta đâu có chỉ mặt gọi tên ngươi, ngươi có tật giận mình à? Ngươi, ninh gia chúng ta không có quyền thế giống trương gia, lý ra, trong nhà có nhiều hơn mấy đồng xu thối thôi. Ninh thị cười nhạo. Cho dù làm cầu nối, cũng không có tác dụng gì. Quý lăng xuyên tức giận cầm lấy chén trà đập mạnh xuống đất. Mẫu thân lúc trước sao lại nhìn chúng cái thứ nữ tử tranh chua như ngươi, đúng là gia môn bất hạnh. Trường 80, gai nhọn. Dám mắng ta là nữ nhân tranh chua vậy bà đây tranh chua cho ngươi xem. Ninh thị đứng bật dậy, giọng nói vừa sắc vừa bén. Đợi đại lão ra tới âm tàu địa phủ thì hỏi thăm lão thái thái xem, trong kinh thành nhiều cô nương quyền cao chức trọng như thế sao không cưới, mà cứ phải cưới nữ nhân tranh chua ta đây nhé. Chẳng lẽ là nhìn chúng ra tài vạn quán của ninh gia ta? Hay là nàng bị mỡ heo bịt kín tim, mắt bị mù? Mỡ ba, bùi tiếu thật muốn đi lên che cái miệng thối của nàng lại. Sao vậy cháu trai lớn? tay ninh thị chống nạnh, nốt ruồi đen dưới lông mày nhướng lên. Con người sinh ra cái miệng không phải để ăn thì là để nói, người không có người khác nói chuyện gì cái miệng kia để làm gì, chẳng là muốn gọi ta là con cơm kẻ điếc sao. Bùi tiếu thầm nói, ta gọi mợ một tiếng tổ tông được không? Mợ ba, người không thể bớt nói một câu sao, cháu trai, cháu có thể sống ít đi một ngày được không? Chật, đâu ra truyền cái mỏ từ mợ ba thế anh bùi, há há, chửi đi mợ ba tôi thích nghe lắm. Mở, bộp. Một chiếc giày theo dậm lên gạch đá xanh, sau đó rời đi, chính giữa gạch đá xanh nứt ra một khe hở nhỏ. Chủ nhân của đôi giày theo mỉm cười, nói. Ai còn làm phiền tiểu thư nhà ta xử án nữa, thì viên gạch đá xanh này chính là đầu của người đó. Lần này, Ninh Thị sợ trắng mặt, sợ hãi nhìn Yến Tam Hợp. Ngực quý lăng xuyên phồng lên, cứng đờ quay đầu đi chỗ khác. Bùi đại nhân âm thầm đưa tay sờ cái ót của mình, nghĩ thầm, một cước kia nếu dẫm lên đầu ta, thì cái mạng nhỏ này. Toi đời mất, trong phòng khách, cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Yến tam hợp không vội mở miệng, ánh mắt nàng dừng ở trên người ninh thị, còn người đen không nhúc nhích. Theo lý thuyết, đại tiểu thư nhà phú thương được nung chiều thì kiêu ngạo một chút cũng dễ hiểu, nhưng ăn nói chanh chua như thế này thì đúng là hiếm thấy, người này chanh chua không khác gì mấy bà ngoài chợ hôn nhân đại sự của hai đứa con trai trước của lão thái thái đều không làm chủ được, vợ của đứa con trai thứ ba này chắc chắn sẽ chọn lựa kỹ càng, chẳng lẽ thật sự là mù mắt sao? Hơn nữa ninh thị này cho nàng một cảm giác rất kỳ quái. Có lẽ thời gian Yến Tam Hợp đánh giá quá dài, ninh thị rất không kiên nhẫn, lạnh lùng cười. Yến cô nương nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ vừa rồi ta nói sai câu nào sai? Vậy thì ngại quá, ta là nữ nhân, tóc dài, kiến thức ngắn, ngươi chỉ có thể lượng thứ nhiều hơn cho ta thôi. Yến Tam hợp nhau mắt, cuối cùng cũng hiểu được cảm giác kỳ quái này là đến từ đâu rồi. Vì Tam thái thái này giống như con nhóm bị tấn công, khi gặp nguy hiểm nó sẽ dựng thẳng gai lên. Không phải, đối với nàng thì dù có nguy hiểm hay không, thì cả người đều dựng thẳng gai, hơn nữa không đâm được người khác thì trong lòng nàng sẽ thấy khó chịu. Tại sao? Quá nhiều gai mọc ra từ một người. Yến Tam hợp hít một hơi thật sâu, cố ép chính mình tỉnh táo lại. Ngươi nói đúng, nuôi con cho người khác đúng là nuôi không quen, dù sao lòng người cũng chỉ cách cái bụng. Ninh Thị kinh ngạc nhìn Yến Tam hợp, dường như không thể tin được lời nói của mình lại được tán thành. Ninh Thị, ta hỏi tiếp. Yến Tam hợp. Tam phòng di nương của Tam lão gia là lão thái thái làm chủ nạp vào sao? Ninh Thị còn chưa lấy lại tinh thần từ câu nói vừa rồi, lại kinh ngạc gật đầu. Yến Tam hợp, trong lòng ngươi không thích, nhưng lại không thể không đồng ý, ta nói có đúng không? Ánh mắt ninh thị dần dần tập trung, khóe miệng trào phúng. Gì mà đồng ý hay không, bất hiếu có ba, không có hậu là lớn nhất, ta là loại người không thể khoan dung như thế sao? Những lời này nghe sao toàn oán khí? Thế nào, chẳng lẽ còn muốn ta khua chiêng gõ chống hoan nghênh hay sao? Ninh thị lạnh lùng nói. Ta nhỏ vào, chỉ là tiện thiếp mà thôi, bọn họ cũng xứng à nhìn kìa cái gai này lại bắt đầu đâm người rồi lão thái thái là từ thiếp lên làm chính lời này cũng mắng luôn cả lão thái thái yến tam hợp cho nên ngươi vì chuyện nạp thiếp mà hận lão thái thái ninh thị cười nhạo yến cô nương cơm có thể ăn bậy nói thì không thể nói bậy ta làm thê tử thì nào dám yến tam hợp nhìn nàng khẽ phun ra hai chữ vậy sao đương nhiên rồi ninh thị sờ sờ châm cài bên tai khóe miệng lạnh lùng ta cũng đã không sinh ra được con trai, lại gánh thêm một cái tội danh đại bất hiếu, bảy lần phạm hai lần, Yến cô nương thay ta ngẫm lại xem, ta còn chỗ dung thân ở quý gia này sao. Nói đến đây, Yến Tam Hợp đột nhiên đứng lên, đi tới trước mặt Ninh Thị. Ninh Thị không biết nàng muốn làm gì, thân thể theo bản năng nghiêng về phía sau. Yến Tam Hợp từ trên cao nhìn xuống nàng, giọng nói rất trầm. Người có biết binh mã ti thẩm tra vụ án gì không? Cái gì? Mộ của lão thái thái đêm hôm trước bị người ta đào lên a à, ninh thị thét chói tai chiếc khăn trong tay không tiếng động rơi xuống đất cả người giống như bị định nguyệt không chớp mắt lấy một cái ngươi nói xem ai lại hận bà ấy như vậy ngay cả sau khi chết cũng không muốn cho bà được yên ninh thị trừng mắt vừa tròn vừa lớn môi run rẩy ngươi 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 đang nghi ngờ ta sao yến tam hợp nhếch môi ngày hôm qua trong viện lão thái thái có chút động tính chỉ sợ ngươi cũng đã nghe nói biết là đang làm gì không ninh thị sợ hãi lắc đầu ta ở từng thẩm vấn hạ nhân trong viện của lão thái thái yến tam nhíu mày ánh mắt chợt nghiêm túc có muốn biết ta thẩm vấn ra được không trái tim ninh thị đập loạn xạ cái gì yến tam hợp nhìn xuống nàng dùng giọng nói chậm nhất lạnh nhất nói bọn họ đều nói là ngươi làm thả con bà nó rắm ninh thị như bị xét đánh cả người run lên Thê Lương nói. Tên khốn kiếp nào chết không được tử tế làm ăn nói lung tung, hắt nước bẩn lên người ta hả? Ngày hôm qua tổng cộng thẩm vấn 11 người. Một người nói như vậy, thì đó chính là vầy nước bẩn, nhưng 11 người đều nói như vậy. Yến Tam hợp vươn tay, đặt ở trên vai Ninh Thị. Nhiệt độ bàn tay nàng thấp hơn người thường, Ninh Thị chợt giật mình, đồng tử cũng bắt đầu run rẩy. Vậy, thì, chính, là, do, ngươi, làm, Ta không làm, không phải ta, không phải ta làm. Giọng nói ninh thị thê lương như quỷ. Ta là hận bà ấy, nhưng ta sẽ không đào mộ của bà, làm như thế thì tính là con người sao, có khác gì súc sinh đâu. Yến Tam hợp khom lưng nhặt khăn trên mặt đất, nhét vào trong tay ninh thị, gần từng chữ. Vậy ngươi thành thật nói cho ta biết, một chữ cũng không được láo, vì sao ngươi hận bà ấy? Vì sao lại hận? Có nước mắt từ trong mắt ninh thị chảy xuống. Thật lâu sau, nàng buồn bã cười. Nếu ta nói cho ngươi biết, ngươi sẽ tin sao? Vì sao lại không tin? Yến Tam hợp hỏi ngược lại. Ánh mắt ninh thị đảo qua quý lăng xuyên, đảo qua bùi tiếu. Bọn họ đều không tin, không ai tin cả. Họ là họ, ta là ta, ta không giống họ. Yến Tam hợp cúi người xuống, giọng nói lập tức trở nên vừa nhẹ vừa mềm. Tam phu nhân, ngươi đã từng gặp sói hoang chưa? Ninh thị lắc đầu. Yến Tam Hợp. Ngươi biết sói hoang chữa trị vết thương như thế nào không? Ninh Thị lại lắc đầu. Sói hoang chỉ lúc ở nơi không có người xung quanh mới dám yên lặng liếm láp vết thương của mình. Nếu có người tới gần, răng nanh của nó sẽ sắc bén hơn bất cứ ai. Giọng nói Yến Tam Hợp gần như đang dụ dỗ. Tam Phu Nhân, ngươi chính là con sói hoang kia, ngươi nghe răng nanh là không muốn cho người khác nhìn thấy miệng vết thương của ngươi, có đúng không? Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn